how to set goal and set goal nè, set goal và actually do it. Ok, có 4 bước đúng không? Bạn nào còn nhớ? Bạn nào còn nhớ? Rồi còn nhớ không? Rồi. Set it. See. Cái gì nữa? Live it. Cái gì nữa? Share. Nhớ chưa? 4 chữ thôi. Set, đọc lại nha. Set. See, live, share. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích. Bây giờ mình ví dụ nha. Ước mơ. Alo. Cái ước mơ của mình là muốn đi nước ngoài. Được không? Đơn giản vậy thôi. Đi nước ngoài có thể đi Singapore làm việc. Malaysia hoặc là đi Úc, New Zealand, Mỹ, Canada, châu Âu, muốn đi đâu cũng được. Là mình set là overseas. Overseas, chữ C có chữ S nha các bạn. Overseas. Over, cái bờ biển. Rồi là đi nước ngoài. Dễ đúng không? Vượt biển. Bây giờ nói là vượt biển nước ngoài. Nhưng overseas thì nước nào cũng được. Đó, bây giờ cái mục tiêu của mình, cái goal của mình nè. Mình set ra là overseas. Life, cuộc sống ở nước ngoài, được chưa? Okay. Hoặc là chiếc xe Lamborghini đi. Lamborghini. Đó, bất cứ gì các bạn thích. Rồi, ok. Rồi bạn phải see it, có nghĩa là sao? Phải see là bạn phải vẽ ra, in cái hình chiếc xe Lamborghini. Hoặc là chụp những tấm hình, hoặc là lên trên internet lấy những tấm hình mà ở của cuộc sống ở nước ngoài á. Dán khắp nhà luôn. Dán ở trong phòng làm việc, dán ở phòng ngủ, dán trên trần nhà, đi đâu bạn cũng nhìn thấy đó. Nó đó là cái giấc mơ, cái ước mơ của tôi phải thực hiện cho bằng được. Được không? Là xét xong rồi đúng không? Là phải see. Phải thấy nó hoài, sáng trưa, chiều tối gì cũng thấy. Có thể là có những người là mình xăm lên da luôn, xăm lên người luôn, dán lên trán luôn, nó làm gì vậy đó. Rồi chưa? Xét xong rồi see đúng không? See là phải là thấy đúng không? Phải show đúng không? Show. Show me. Đó. Rồi live it. Live it. Live it hay lắm nè. Ví dụ bạn thích cái chiếc xe Lamborghini này. Là bạn phải thử lái. Các bạn phải đi tới cửa hàng đó. Đi tới đi lui hoài. Bạn ghiền đó mà. Ghiền là phải đi tới ngoài luôn. Tới coi. Coi rồi mở cửa ra coi về nhà. Nghiên cứu trên internet. Thích màu gì. Bạn phải nhìn hình dung trong đầu của mình nhá. Cái cuộc sống ở nước ngoài là nó như thế nào. Là có bãi cỏ nè, giống như đi học đại học đi. Phải trường đại học là phải rộng rãi nè. Có mấy em Tây đi lên đi xuống nè. Rồi bắt đầu là có thầy cô giáo giảng bài trên giảng đường nè. Rồi bắt đầu nằm ở bãi cỏ nè. Trời ơi, nhìn rồi xong rồi học bài nè. Có nước chảy rồi nè. Đó, cuộc sống ở nước ngoài là vậy đúng không? Trường đại học là vậy, nó phải nhìn như vậy. Đó, gọi là cuộc sống ở nước ngoài. Đó, đi du học ví dụ như vậy. Rồi cái xe Lamborghini là phải tưởng tượng ra cái xe nó như thế nào. Thích xe màu gì? Màu đỏ nè. Cái xe đó phải như thế nào? Màu đỏ, cửa nó phải dở ngược lên nha, không phải cửa dở ngang mà dở lên cao nữa đúng không? Rồi gì nữa, cái đèn đó làm sao, rồi bao nhiêu mã lực, rồi xe đó lái làm sao, bạn phải hiểu về nó chứ, bạn phải nghiên cứu về nó. Rồi, các bạn phải lái thử nó, ở nước ngoài là nó cho lái thử, cái bút là nó cho lái thử à. Mà rất là khó lái các bạn, mình đã lái rồi, khó lái không dễ lái đâu nha, không có dễ lái đâu. Đó, các bạn phải sống, rồi bạn phải lift nó là coi như là, sống mà cứ khoảng 1 tuần, 2 tuần là phải leo lên nó ngồi, cảm giác cho nó phê phê á. Rồi hoặc là nếu mà bạn chưa đi nước ngoài được thì bạn đi tới cái chỗ, ví dụ như ở Việt Nam phải qua quận 7 để trải nghiệm cái trường đại học MIT nó như thế nào. Đó là cuộc sống ở nước ngoài đó. Cái trường đại học như vậy, sinh viên nó chơi thể thao làm sao. Đó, mà bạn sống trong cái cuộc sống đó để bạn cảm giác được sau khi mình từ Việt Nam mình đi nước ngoài nó sẽ như thế nào. Bạn hiểu không? Đó. Rồi, cái xe nó rất là quan trọng. Nếu bạn còn không tự tin với cái giấc mơ của mình mà bạn chia sẻ nó cho mọi người biết thì ai mà có thể tin là các bạn có thể làm được. Đúng không? Các bạn phải chia sẻ cái giấc mơ mình ra. Nói tôi muốn đi nước ngoài, tôi muốn định cư ở nước ngoài, tôi muốn có chiếc xe Lamborghini, tôi muốn không chưa đủ các bạn. Tôi muốn nhưng mà cái số 5 ít người nói cho các bạn biết lắm. Kế hoạch hành động. Kế hoạch hành động là gì các bạn? Action plan.
Này, rất quan trọng rồi. Bốn bước này là set goal and actually do it. Nhưng mà cái action plan nào? Làm sao? Làm sao để tôi có tiền để tôi làm này? Làm sao tôi có tiền để làm này? Cái khát khao của bạn có rồi, nhưng mà bạn phải có action plan lên kế hoạch để hành động được không? Cái CX này cũng rất là quan trọng. Bạn phải nói ra, bạn phải nói ra cho mọi người biết, bạn phải nói ra cho toàn thể cái thế giới này biết. Chỉ cần lên Facebook la làng lên là mấy thằng nó nhảy vô nên nói thằng này chiếm gió quá, thằng này nổ quá, nó kệ nó. Nó nói gì nó nói, nhưng mà một năm sau Facebook nó nhắc lại thì bạn sẽ thấy được bạn thực hiện nó như thế nào. Và khi mà bạn set ít á, bạn không chỉ là set không đâu nha. Bạn set overseas life hoặc Lamborghini, bạn phải cho mình luôn. Set xong rồi phải cho cái thời điểm mà bạn làm luôn. Chứ không phải là ok, tôi muốn đi nước ngoài, không có thời điểm nào hết, có khi là cuối đời đi này. Hoặc là chiếc xe Lamborghini tới cuối đời mới có được thì sao? Bạn phải set, bạn có thời điểm 2 năm, 18 tháng, 16 tháng hay là 12 tháng. Set cho nó rõ ra. Và khi mà set cái này á, các bạn phải làm ơn các bạn chia nhỏ ra cái action plan này, nó chia nhỏ. Ví dụ nha, ví dụ kế hoạch của bạn là kiếm được 1 tỷ đúng không? 1 tỷ nhẹ nhàng mà, 1 tỷ quá dễ. Rồi, trong vòng bao lâu? Muốn kiếm 1 tỷ trong vòng bao lâu? 1 năm. 1 năm, 12 tháng. Thì tháng kiếm nhiêu? Phải cho 1 tỷ 2 đi. Kiếm 100 triệu tỷ. Tháng 100 triệu, quá dễ. Các bạn thấy khó thì mình thấy dễ. Tháng đúng không? Rồi, bây giờ các bạn thấy khó, đúng không? Bây giờ mình hỏi các bạn nè, các bạn khó cái gì? Cho em nói trước. Mày thấy khó gì? Cách nào để mà được 100 triệu một tháng? Ờ, khó cái gì? Quá nhiều chốt. Cái gì là cái thử thách lớn nhất của em khi một tháng em kiếm được 100 triệu? Bây giờ hiện tại chưa có ai kiếm được 100 triệu đó, đúng không? Mình kiếm được rồi thì mình thấy không khó. Các bạn chưa kiếm được thì các bạn thấy khó, đúng không? Thì cái thử thách của các bạn chưa có cái gì để các bạn kiếm không kiếm được 100 triệu. High income skill. Cái gì? High income skill, đúng rồi. Mà đơn giản nhất là cái từ là gì? Kinh nghiệm. Các bạn chưa đủ kinh nghiệm để kiếm 100 triệu. Bây giờ mình hỏi các bạn có đủ kinh nghiệm kiếm 1 triệu chưa? Được. 1 triệu lát. Được rồi, kiếm được. Được rồi, đúng không? Thì nếu bỏ hai cái này đi là các bạn đủ kinh nghiệm nè. Cái vấn đề là các bạn thiếu hai số 0 đây nữa. Đúng không? Đúng không? Thì cái biggest challenge của các bạn là kinh nghiệm. Nhiều. Và gì nữa? Kiến thức. Kiến thức, còn gì nữa? Kinh nghiệm là các bạn chưa đi làm chủ. Kiến thức. Rồi. Kiến thức. Còn cái gì nữa? Rồi cái kế hoạch. Chưa có kế hoạch. Bây giờ các bạn, ví dụ như bây giờ các bạn đang là 10 triệu. Các bạn muốn lên 100 triệu. Thì cái gì là cái trở ngại lớn nhất các bạn? Từ 10 triệu lên 100 triệu. Cái gì trở ngại lớn nhất? Cái gì lớn nhất? Trở ngại lớn nhất là cái việc nâng cái giá trị mình lên. Đúng rồi, cái giá trị của bạn chưa cung cấp đủ. Bây giờ các bạn đừng có nghĩ là bạn làm việc cho một cái tổ chức, mà bạn nghĩ là bạn làm việc cho cái marketplace. Marketplace tiếng Việt là gì? Thị trường. Thị trường. Khi mà thị trường thấy cái giá trị của bạn cao là cái giá trị là tiền của bạn lên à? Bạn hiểu mình nói không? Cái high income á, khi mà thấy giá trị của bạn cao là nó đưa bạn lên. Rồi, ví dụ như bạn nào làm cho một cái công ty nào đó hoặc cho nhà nước thì lương của bạn nó rất là khó thay đổi. Lý do tại sao? Ông chủ của bạn đâu muốn trả bạn lương gấp đôi đâu, đâu cùng. Trừ mấy cái trường hợp của mình ra là trả cho mình lương gấp 2.5 thì mình không nói đến cái trường hợp đó rồi. Nhưng mà ông không, ông chủ nào muốn trả lương nhiều cho nhân viên hết, đúng không? Bạn thấy cái ông chủ nào muốn trả lương nhiều không? Đâu có ai đâu. Nhưng cái market á, cái thị trường á, nó rất là công bằng. Có nghĩa là sao? Các bạn phải ra kinh doanh thì các bạn mới tiếp cận được cái thị trường. Còn khi mà bạn làm công cho một cái công ty nào đó thì cái công ty đó nó tiếp cận cái thị trường chứ không phải bạn. Bạn đâu có tiếp cận được thị trường đâu. Bạn đang làm cho một cái tổ chức. Cái tổ chức thì nó có thị trường, còn bạn thì không có thị trường. Nên các bạn nhớ nha. Ok. Cái biết cái challenge mà từ 10 triệu lên 100 triệu có nghĩa là bạn phải nỗ lực liên tục để cải thiện mình mỗi ngày. Thực hiện những cái skill. Skill tiếng Việt là cái gì? Kỹ năng. Kỹ năng mềm á các bạn. Soft skill á. Ok. Thậm chí làm việc nhóm nè. Kỹ năng thuyết trình nè. Kỹ năng nói chuyện. Kỹ năng phân tích. Kỹ năng tổng hợp. Tất cả mọi đó gọi là kỹ năng mềm các bạn. Rồi các bạn nhớ cái này chưa? Ok. Mấy bước? 5 bước. 4 bước chính. Mà một bước này là action plan. Bước này mình nghĩ ra đó. Còn cái này là 4 sự vụ mềm. Ok. Bước nào? Set it.
Rồi gì nữa? Set xong rồi là gì nữa? See. See it. Rồi làm gì nữa? Leave it. Leave it. And share. Plan. Action. Để mà hành động mới thành công được các bạn. Rồi thôi, kết thúc bữa nay video đây thôi. Rồi, ok. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai. Tay.